Của mình, video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Sống đô thị bọn anh nghỉ mấy năm rồi, năm nay lại kiểu bọn kia lại bảo là sống đô thị lại gộp lại một cái bọn ban tổ chức bảo luôn nữa để gộp lại để và kiểu múa mang cho cả làng xem ơi. Đấy, thế là lại gộp vào đấy chứ. Kiểu vào để vào để thể hiện lối đá cho cả làng xem ở đó kiểu như thế, kiểu đội mạnh này kia, tức là lại gộp vào đấy chứ. Bị đánh cấn năm nay cũng vàng tình đấy, nhưng mà địt mẹ mà thằng đéo nào nó bốc bảng xóm em, thằng đéo nó bốc bảng đen đây gặp đúng địt mẹ mày ba cái xóm gọi là trong tốt của làng nữa để mẹ xóm anh chả biết thằng đéo nào lầm hay thằng đéo nào đi bốc đời để mẹ nghỉ lắm nhà cái vào cuộc thành đậu vào cuộc rồi rồi bú em kiểu này rồi và nhỏ nghe vòng này thì không hay đóng giải chat thuê tất trọng tài ở ngoài đã được chưa? Bình luận viên kia Vũ Văn Tiến Bành kia giờ mới đầu bảo lấy 300 một trận đấy, sau giảm xuống cho biết giờ còn 250 thì phải, còn lúc đầu bảo là 300 một trận đấy, nhưng năm trước là 200 một trận. Vũ Văn Tiến Bành hoàng danh dự trách, cho hoàng danh dự trách bình luận cho nó bình cười. Nhưng tại cái tội mồm đi hơi xa, đang giấy là vẫn giới thiệu sân win đi cần mẹ mày. Mồm đi hơi xa. Các này cái bọn bình luận là già ngao phò đâu. Giới thiệu vào Gotham 8 với cả các kiểu đi cần mẹ. Cáo tí. Trong đây là mồm đi hơi xa. Cáo tí rồi. Tí tiền. Nhưng mà ông ấy phải nhà cái ông có cái app đéo nào đâu mà ông quảng cáo lại mua vãi lồn. Nó có cái app nào đâu, nó kiểu bắt chước những hết bọn răng ca phò các kiểu đấy. Đang giờ giải lao lại cần giới thiệu tài xỉu cái gì cần mày. Bây giờ cái ngon nhất là Vũ Văn Tiến Bành thôi. Già cái dạng chuyên nghiệp rồi, bọn kia nó toàn bọn băng ninh này, nó toàn mời đi bên nhội nhạn này, nó toàn mời sang bình luận mà. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô màu các con vật này các bạn. Nên đã vào hôm 20 nhỉ? Đầu 26, 27 lần. 26, 27 lần là đá rồi. 8 giờ, xuống đông nhỉ? Đành xem ở đây đeo đâu. Đông đó là đá đầu tiên đó. Năm kia sao xong đông ra xong trường học mẹ từng thua anh vào cũng làm kèo giờ trường học biết ông đá nó kẻ ghê cho lại gộp lại anh một à. Chưa bình luận mấy cái năm đào tết nhỉ, toàn Vũ Văn Tiến Bành với cả Hoàng Danh Dự Trách hai ông toàn khịa nhau, đang bình luận vẫn khịa nhau. Hai đầu hai bên. Rõ ràng ngồi cạnh nhau mà vẫn bình luận khịa nhau đấy. Vũ Văn Tiến Bành một ông kia sao lại Hoàng Danh Dự Trách. Đi cần mẹ rồi mình. Ngáo luôn. Vũ Văn Tiến Bành trước đấy làm cái kiểu đập niêu đấy. Đập niêu sân kho trước có ừ. Đập niêu đấy, Vũ Văn Tiến Bành làm trò chơi đập niêu luôn đấy, chỗ bùi tre đấy. Là sẽ out rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong tác phẩm tô màu của mình. Các bạn thấy đẹp thì hãy cho mình xin like, lượt đăng ký kênh tại mình các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp trong những bức tranh của mình.
Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Anh cứ bảo thế, chúng không chúng thì thôi gì. Chia này. Nhưng mà lúc ăn thì lại xứ lúc mất rồi. Thế chắn là ăn ở xưa rồi mà. Đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với câu hỏi nha. Úi giời. Mùa tết mai rồi sợ không nở kịp tết. Bây giờ không biết là mình cũng chăm thì bây giờ lại sợ nở sớm quá rồi. Mai. Tết mai cái hoa gỗ đấy, mua cái cành cối khô về đấy. Bây giờ nó đang nở nhiều rồi kia. Mà hôm nay em có 20 rồi, 24. Lại phải lấy túi, đang nghĩ là lấy túi còn nóng, sau nó hấp nó nóng còn nhanh nở hơn nữa. Hôm nào anh thay nước ấm cho nó nước ấm rồi. Anh còn lấy dao anh khĩa cái cành ra để cho nó hút nước cho nó nhanh cơ. Khĩa cái gốc cơ. Khĩa chia làm bốn ấy. Mùa hoa nó bảo thế, mình anh cảm giác là cái quái kích thích đầu nó bảo luôn không cần phải quái kích thích cho cái thằng nào lười. Đéo khĩa đéo cho nó ăn B1, anh cũng cho nó ăn B1 đâu. Chả cần kích thích, chả cần B1, cứ nước ấm dã luôn vào. Hôm nào cũng thề lại lấy vòi hoa sen ơi, mang ra nhà tắm vòi hoa sen xịt một lần thôi, mỗi ngày xịt một lần thôi. Vòi hoa sen cho nước ấm vào rồi xịt lên cành, lên hoa đấy, lên cho lên nụ ơi. Thế này mình cho kích thích vào thì bị mẹ già nó bung bét hết. Thì lại tết lại mua hoa khác. Vậy video mình đây là kết thúc gọn nha. Hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo. Riêng hoa hòe nhà anh năm nào anh cũng đi mua, anh thích đi mua hoa, thích cái đẹp, thích đi đĩ một tí, tại vì thích đi đĩ một tí, thích hoa hòe mà, hoa bàn thờ, hoa các thứ đây năm nào anh cũng đi mua. Đi mua đâu nhưng mà việc cắm hoa thì anh lại đẹp, biết cắm nào đẹp nên anh cần mua cả bó luôn thôi, chứ không mua nhiều loại hoa để cho mình cắm vào. Thích thì mang ra cửa hàng bảo nó cắm cho vào mình, còn không thì chỉ mua một bó một loại thôi cho mình cắm thôi. Giờ mua hoa hồng kia thì mẹ, hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền xong để cắm ghép vào mình chịu. Ông mới cứ mang ngay ra quán này cắm đi cho hết bao nhiêu thì giả. Còn lắm 50 bây giờ tiền công. Đúng không? Tiền hoa là hoa của bệnh rồi, bệnh là bệnh rồi. Đúng không các bạn? Đúng rồi các bạn. Đào quất thì năm nào anh cũng đi mua sắm, mà năm nay chưa thấy lương đâu nên cũng đang rén ở đây. Rén. Chưa thấy lương đâu, đang rén rồi hết tiền rồi. Đấy, đến nhờ. Ôi trời ơi. Cái tháng này lại cần ăn tất niên suốt đây nè. Cố để cả mẹ ghét vãi lộn. Niên đổ mẹ. Đố cái tiền, cuối năm. Như vậy là mình đã hoàn thành xong tác phẩm tô màu của mình. Các bạn thấy đẹp thế cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh. Tạm biệt các bạn.